9 đội chơi mới. Họ là những người nổi tiếng, đã và đang đạt được nhiều thành công ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Họ trẻ, năng động và tràn đầy nhiệt huyết. Cùng với người bạn đồng hành mới, họ đã sẵn sàng cho một cuộc đua. Đón xem sự trở lại của cuộc đua kỳ thú Việt Nam với phiên bản người nổi tiếng, phát sóng 20 giờ thứ 6 hàng tuần trên VTV3.